mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 7:30 đến 9:30 tối. Houston 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 12:30 đến 2:30 sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư Công Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu là 14 tháng Giêng năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật ngữ Pali, học là tài 25, kiến cách lên từ 5 tánh dị ngữ ý, do Thượng tọa Thủy Xuyên và Thượng tọa Giác Đẳng đồng biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh tập kinh lễ Tam Bảo. Nhất mô bức thai giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cũng chánh biến tri minh hạnh phúc. Hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả ân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, đầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh đặc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư Công Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phật ngữ Pali, học lại bài 25, biến cách danh từ 5 tánh dị ngữ ý. Con xin đọc phần Pali vui để học. Lòng người khó biết, tâm thức là lĩnh vực rộng lớn trong Phật học, riêng về từ ngữ rất đa dạng, cần sự tinh nghĩa. Những học giả phương Tây thường nói rằng trong Phật ngữ có rất nhiều khái niệm về tâm lý mà chuyển dịch sang ngôn ngữ khác rất khó tìm được chữ tương đương. Phật học định nghĩa tâm là biết cảnh, thế nhưng cái biết của tưởng tri, thức tri và tuệ tri hoàn toàn khác nhau. Khám pháp trong sự trình bày về các thuộc tánh lại nói về những khía cạnh tâm lý cùng sanh trong một sắc na tâm. Ví dụ, sự cảm nhận của thọ, sự chủ tâm tạo tác của tư, sự hướng tâm suy nghĩ của tâm. Tất cả nói về thế giới vĩ mô đầy tế nhị. Trong Phật học thì chữ tư duy, sanh cấp tá và tầm, quy tắc cá đều chỉ chung cho sự suy nghĩ hay hướng tâm. Có những thuật ngữ tâm lý, dù là thuật ngữ thì vẫn phải rất ư là cẩn thận. Ví dụ chữ má xích ca lá thường dịch là tác ý. Như nếu là tác ý tâm sở manasika rachetasika thì mang nghĩa rất khác
giới khéo tác ý Dioniso Manasikara. Rắc rối hơn nữa, cả hai đều không có ý nghĩa. Con xin đọc bài. Rắc rối hơn nữa, cả hai đều không có nghĩa là ý định. Trong cách nói tác ý bình thường, ngay cả những từ dựng thường được hiểu là đồng nghĩa, nhưng phân tích kỹ thì rất nhiều bất đồng. Có những bản liệt kê bắt đầu giới tử, bắt đầu giới tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, cuối cùng là tâm ý thức. Tâm ý thức có thể được hiểu là một thứ tâm ngoài năm giác quan, biết cảnh vật chất. Thế nhưng cả ba chữ tâm, ý và thức thường được dùng để chỉ chuyển ba chữ chiết tá, chữ tâm. Chỉ chuyển ba chữ chiết tá, má ná và chinh nha ná là ba thuật ngữ riêng biệt. Chữ chiết tá thường dịch là tâm, để nói chung về tâm lý, còn gọi là danh pháp na má, đối nghĩa với sắc rupa. Chữ này cũng dùng để nói riêng cho hai phần của danh pháp là tâm và tâm sở, thuộc tánh của tâm. Cũng nên nói thêm là khi nói về thuộc tánh của tâm hay tâm sở thì xài chữ chê tá thay vì chít tá. Trong lúc chữ vinh nha ná thường dịch là thức để nói về các giác quan như nhãn thức, nhĩ thức. Còn chữ má ná thường dịch là ý thì chỉ cho thứ giác quan nằm ngoài ngũ quan gọi là ý thức. Nên phân rõ là ý thức hay thức, thứ sáu trong Phật học rất khác nghĩa với cái gọi là giác quan thứ sáu theo thường thức. Dù có khác biệt trong cách dùng, nhưng nếu hỏi các vị pháp sư thì vẫn thường nhận được câu trả lời tâm, ý, thức đều đồng nghĩa. Thực tế thì có khi đồng nghĩa, có khi khác nghĩa. Người ta thường nói sống theo vật chất là phức tạp mà nghiêng về tinh thần đơn giản hơn. Thật sự không hẳn là vậy. Cũng có câu, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Câu ca dao này có thể hiểu nhiều cách, nhưng áp dụng ở đây về ngôn ngữ thì có thể nói thuật ngữ về tâm lý trong Phật học rắc rối vô cùng. Dạ, con đã đọc xong bài hôm nay. Con chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa thầy sư từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Dạ, kính thỉnh thượng tọa. Đừng một cái thời nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Hôm nay chúng tôi cũng gặp chuyện nhức đầu, mà khi vào trong gặp cái bài học hôm nay chúng tôi cũng đau đầu. Hôm nay chúng ta thay đổi một chút là
Chúng ta sẽ học với phần Pali nghi thức thực hành trước. Bởi vì khi mà giảng cái phần Pali vô địa học và đến những cái từ ngữ Phật học thì bằng hoài không có hết chuyện, nó sẽ mất thời gian của quý vị. Trong Pali nghi thức thực hành hôm nay, chúng ta học một đoạn trích đoạn trong bài kinh Yandunimittam. Cái đoạn giữa Etavata cha amhehi sampatam punya sampadam sappe deva nubudan tu sappasam patisikya danang dadan tu sattaya silang rakhan tu sappada favana phirata hon tu vachan tu devata gata devata gata. Đọc có thể vậy, nhưng mà khi mà quý vị tụng thì lát nữa chắc nhờ các sư hướng dẫn cho tử tụng. Etavata cha amhe sampatam punya sampadam sappe deva nubodantu sappasam patisithiya danang dadantu sattaya silang rakkhantu sappada savana phirata hontu gacchantu devata gata. Khi mà chúng ta tụng thì chúng ta tụng cho nó liên tục với nhau. Đó là cách tụng của chư tăng Thái và chư tăng Khmer. Còn chư tăng Thích Lan với chư tăng Mỹ Điện thì họ tụng theo từng câu có ý nghĩa. Etavata cha amhe sampatam punya sampadam sappe deva nubodantu sappasampatisithiya đà năng đã đàn tu sát thai á si lăng rắc khánh tu sát và đa pha và na phi ra ta hoan tu và chan tu đi của ta gạch ta. Chúng ta đọc tùy theo chỗ, tùy theo câu ý nghĩa. Nhưng mà nếu như ở tổng mình như các vị Tích Lan, các vị Biên Điện đó, thì chúng ta có học Pali là chúng ta nghe câu nào chúng ta hiểu được câu đó, bởi vì không có liên quan với nhau. Các vị học câu nào có ý nghĩa câu đó. Và ở trong cái bản dịch, ở trong kinh nghi thức thực hành đó, mà được trích ở đây đó, chư thiên đã phân tập xin tùy ý phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lẽ thú đông được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Đó là chúng ta dịch để tụng cho nó, cho nó suông câu, nghe nó có vẻ kinh điển linh linh chút mà dễ tụng nữa. Còn nếu mà chúng ta dịch cái nghĩa đó thì thú vị,
Nó không có đơn giản là như vậy. Chúng ta hãy bắt đầu từ Sappe đi qua Namo Đan Tú. Chữ Sappe đi qua đó là xin tất cả chư thiên, xin tất cả chư thiên. Etavata tức là gồm có bao nhiêu, gồm có bao nhiêu. Tức là ý nói rằng tất cả chư thiên có bấy nhiêu vị mà tụ họp á, anh nung mô đàn tú là xin hãy tùy hỷ vui nhất xâm và đăng, tức là phước, phước lành hay là phước thành tựu. Âm hê hí xâm và tăng tức là được, đã được chúng tôi tạo ra. Hay là trước như thế này, phước báo do chúng tôi đã tạo ra, xin tất cả chư thiên đã đến tụ họp hãy tùy hỷ sampatti siddhiya. Chữ siddhiya tức là để thành tựu, sampatti là mọi cái sự thành lợi. Tức là bốn câu trên đó, bốn câu này là chúng ta kêu gọi tất cả chư thiên đến tụ họp rồi hãy tùy hỷ cái phước lành này của chúng tôi đã tạo để mà thành tựu cái sự thành lợi, cái sự hạnh phúc, thành tựu sự hạnh phúc. Chữ sympathy thưa quý vị, chữ sympathy chúng ta xài rất nhiều nghĩa. Nhưng mà trong cái tiếng Bali đó, thì khi mà nó từ cái danh từ trung tánh mà trở thành danh từ nữ tánh thì nó cũng có ý nghĩa khác rồi. Nó cũng có ý nghĩa khác. Ví dụ như chữ Sampadang, chữ Sampadang khi mà nó biến thành chữ Sampati thì chữ Sampatti lại có nghĩa khác. Chữ Sampatti, Vipatti tức là sự thành công và sự thất bại. Chữ Sampatti, sự thành công và sự thất bại. Hay là thành và hoại. Thí dụ như Sila Sampatti tức là giới thành, tức là cái sự thành tựu giới. Còn sila vipatti tức là cái sự hư hỏng về giới. Cho nên nghĩa chữ sampatti nó có nhiều nghĩa. Chữ sampatti nó còn có nghĩa tài sản. Thí dụ như tibetan sampattiyo tức là ba loại tài sản. Devata Sampatti tức là tài sản chư thiên, Manusa Sampatti là tài sản nhân loại, Ariya Sampatti tức là thành tựu tài sản bậc thánh nhân, tài sản bậc thánh.
Trên đây chữ Sampatti chúng ta có nhiều nghĩa, nhưng mà thường thường đó, chữ Sampatti xài cái nghĩa là cái sự thành lợi hay là cái sự hạnh phúc. Thí dụ như chúng ta, cái vị hành giả mà tu tập cái tâm tùy hỷ đó, tâm mudita, mudita vọng trú, hỷ vọng trú, thì chúng ta khởi niệm rằng sabbe sata sampatti hi samicchantu, tức là mong cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc luôn luôn, mình không có ganh tị, mong cho họ được thành lợi, được hạnh phúc. Sabbe sata sampatti hi samicchantu, sati hi nan tu, được thành tựu cái sự hạnh phúc, không bị mất đi cái sự thành lợi. Cho nên chữ sampatti ở đây là gì? Mình kêu gọi chư thiên tùy hỷ cái phước báo của mình đã tạo để thành tựu cái sự hạnh phúc. Tất cả đều hạnh phúc. Đa năng đa đàn tú sập thai giá, hãy bố thí bằng cái lòng tin, hãy bố thí bằng lòng tin, tin lý nhân quả. Si lăng rắc khăn tú sập hòa đa, rắc khăn tú là hãy thọ trì, hãy thọ trì, hay là hãy giữ, hãy trì giới luôn luôn, hay là luôn luôn giữ giới, hãy luôn luôn giữ giới. Phavana phirata hantu, chữ phavana và chữ phirata, phirata tức là cái sự quan hỷ, cái sự vui thích. Phavana là cái sự tu tiến, thì tu tiến ở đây tức là chỉ cho cái việc tu thiền. Ra pha quần na phía ra ta hoàn tú, ở đây chúng ta chú ý, mặc dù xài động từ mọi lần cách hết, nhưng mà khi chúng ta sẽ xài chữ động từ đá đành tú thì cái chữ đà ná ở đầu, đà ná túc tự nó phải xài đối cách là đa năng đa đành tú. Cũng vậy, xài động từ mọi lợi cách rắc khanh tú thì phải là si lăng rắc khanh tú, xài đối cách. Nhưng mà khi chúng ta xài mọi lợi cách cái động từ hôn tú thì ở phía trước là chủ ngữ, chủ cách. Phavana phirata chứ không phải là phavana phiratang, chúng ta nhớ chưa được. Gất chăn tu đi của ta là ta, chữ đi của ta là ta, chữ đi của ta và chữ a là ta, tức là các vị chư thiên, thiên chúng từ đâu mà đi đến đây thì xin hãy về ở nơi đó, hãy về lại nơi đó. Chữ a là ta là quá khứ phân từ của động từ agacchati, là đi đến, đi đến đây. Gacchantu là đi lại kia, đi về đó, đi về đó. Cho nên ở đây đó, mình thỉnh chư thiên hội họp lại để tùy hỷ phước. Xong rồi mình thỉnh chư thiên trở về, mình thỉnh chư thiên trở về.
ý nghĩa của bài kinh này nó cũng đơn giản thôi thưa quý vị. Bốn câu đầu là nói lên ý nghĩa là mình kêu gọi chư thiên hãy tùy công đức của mình đã tạo để được cái sự thành lợi, cái sự hạnh phúc. Còn bốn câu sau là mình nhắc các vị chư thiên ba pháp là bố thí, trì giới và tu thí. Từ ở đâu đến thì hãy vì đó, rồi bố thí bằng cái đức tin luôn luôn giữ giới và quan hỷ trong cái việc tu tiến tu thiền, chỉ vậy thôi. Ý nghĩa này đơn giản quá chị. Rồi chúng tôi đã xong cái phần đó, trả nợ xong cái đó, khỏi nợ như từ rồi. Từ rồi mất nợ, chúng tôi bị mất ngủ mấy đêm nè. Tức là cái bài học mình giảng chưa có hoàn tất. Bây giờ ở trong Pali Vô Địa học ở đây chúng ta có rất nhiều từ ngữ. Thực ra thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất, người ta nói chữ nghĩa bất định nghĩa. Chúng ta không thể định nghĩa một chiều được, nó tùy theo cái ngữ cảnh. Từ đó chúng ta xài ở trong ngữ cảnh nào thì nó có nghĩa của ngữ cảnh đó. Chúng ta khỏi phải bận lòng. Từ đó mà chúng ta xài ở trong kinh tạng nghĩa khác, mà luật tạng nghĩa khác, mà thắng pháp tạng nghĩa khác, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chỉ cái nặng ốc chúng ta hãy để dành cho những vị họ có trách nhiệm, họ dịch thuật kìa. Còn như người Phật tử chúng ta thì vô tư, hãy các vị nó dịch ra như thế nào thì đọc theo như vậy, học theo như vậy. Chúng ta khỏi cần phải bận tâm chữ này dịch nghĩa thế nào thế nào, bởi chúng ta đâu có trong cái lĩnh vực nghiên cứu đâu. Thứ hai nữa, là khi mà cái trình độ Pali của chúng ta ngữ pháp chưa xong thì là nói chi là chúng ta có cái vốn liếng từ ngữ Phật học. Mà không có vốn liếng từ ngữ Phật học thì những cái từ ngữ mới đưa ra như thế này đó, thì chúng ta nghe chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà bài học đã được đưa ra rồi thì cái trách nhiệm của chúng tôi là phải trình bày thôi. Nhưng mà quý vị Phật tử chúng ta nghe được thì nghe không được thôi, không có, đừng có sợ là bị điểm thấp hay là bị thi rớt, không có đâu. Học cái lớp này quý vị yên tâm là không có bao giờ thi rớt, cho đậu hết. Quý vị nghe chắc mực lắm, quan hỷ lắm. Khỏi có công phải không? Chúng ta khỏi có công, khỏi có công đau đầu. Trước hết, ở trong cái phần 1, trong câu 1 Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra, nhưng mà Thượng Tọa không có nêu cái đi để mà chúng ta so sánh.
Trong tiếng Việt của chúng ta, từ chữ citta, tâm có nghĩa là biết cảnh, aramana, vichanana, lakhanam, tâm tức là cái trạng thái biết cảnh. Cảnh gọi là tâm hết. Nhưng mà những cái từ mà nó liên quan đến danh pháp đó, thì nó có những cái trường hợp như chữ sanya. Chữ sanya tức là sanchanati, là tưởng tri, là nhớ biết, là biết bằng cách nhớ lại, bằng cách nhớ, nhớ ấn tượng, gọi là nhớ biết. Gặp chữ sanya đó là quý vị phải hiểu là từ cái động từ sanchanati là nhớ biết. Gặp cái chữ vinya năng là từ cái động từ vichanati cũng như là chanati hết. Nhưng mà cái này gọi là thức tri. Nhưng mà quý vị nhớ dùm là cái chữ aramanam vichanati tí, chích tâm, biết cảnh gọi là tâm. Thì cái động từ mà quý cha na tí đó thì nó là căn của cái từ thức tri, chứ còn nghĩa theo kiểu biết cảnh gọi là tâm nữa, nó rắc rối ở chỗ đó. Rồi chữ tuệ tri, chữ panya là từ cái động từ pachanati, cũng căn nha mà ra, động từ là chanati hết. Nhưng mà sanchanati là tưởng tri, vichanati là thức tri, và pachanati là tuệ tri. Cái nghĩa khác nhau. Theo Ngài Bồ Tát Cô Xá ở trong Thanh Tịnh Đạo thì Ngài giải thích cũng là biết. Nhưng mà một đứa bé nó còn dại khờ, một đứa bé chỉ 1 tuổi 2 tuổi đó còn dại khờ, nó chưa biết xài tiền, thì cho nó cái đồng tiền thì nó chỉ biết cái màu thôi, nó chỉ biết như đồng bạc thì nó chỉ biết màu trắng, hay là đồng xu thì nó chỉ biết cái màu đồng, màu vàng đó, màu vàng đồng, nó chỉ biết vậy thôi. Nghĩa là nó nhận thức cái vật mà nó cầm trên tay đó qua màu sắc mà nó đã từng cầm nắm. Cho nên cái này giống như tưởng tri vậy đó. Khi mà chúng ta cảnh sắc hiện đến đó, nhận ra cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh ký, định về cảnh sắc mà chỉ đơn thuần, chỉ biết đơn thuần là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh ký, định về cảnh sắc thôi, là do kinh nghiệm, biết bằng cái kinh nghiệm cũ, gọi là tưởng tri. Còn cái gọi là thức tri đó, thường thường chữ quy nha năng, chữ thức ở đây đó là xài trong nghĩa nó biết nhưng mà nó không có phân tích được. Được ví dụ giống như trường hợp là một đứa bé, nó cũng là đứa bé, khi nó cầm đồ nha
Chúng ta có thể đổ lại ví dụ cho anh dễ hiểu nè. Đứa bé cho cầm một cái đồng tiền, nó chỉ biết là có cái vật cái nắm ở trong tay màu xanh vàng đỏ trắng thôi, gọi là thức tri. Nhưng một đứa bé lớn lên chút, cỡ 8-9 tuổi, nó đi học hàng ngày, mẹ cho một đồng bạc để mua gói xôi hay mua cái bánh ăn trước khi đi học, thì ngày nào nó cũng cầm cái đồng tiền, và với cái đồng tiền đó nó được một gói xôi hay là được một cái bánh, một cái chuối, một củ khoai, thì nó chỉ biết tới chuyện đó là bởi vì nó đã từng được cái bánh củ khoai gói xôi do nhờ cái đồng tiền đó. Nó chỉ cầm cái vật này sẽ được cái gói xôi vân vân, nó chỉ biết chưa thôi. Nhưng mà chúng bác cha na tiết là tuệ tri đó, thì giống một cái viên, một cái chuyên ở cái nhân viên ở ngân hàng, anh ta nhìn đồng tiền anh ta rất là rõ biết là thật hay là nó giả. Cái giá trị đồng tiền đó là cái tỷ giá nó là bao nhiêu, đồng tiền đó là một xu hay là một cắc hay là một đồng. Anh ta nhìn anh ta biết, cái biết và phân tích cặn kẽ như vậy đó thì được gọi là, được gọi là tuệ tri. Bây giờ nếu mà chúng ta nói về chi pháp đó, thì tưởng tri ở đây là cái chức năng của tâm sở tưởng sanya cetasika. Còn thức tri là cái biết của tâm, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Chắc không quên nhà năng, sơ ta quên nhà năng, khả năng quên nhà năng, chứ hà quên nhà năng, khai gia quên nhà năng, mà nô quên nhà năng. Cái đó là chỉ cho tâm. Còn tri, panya là chỉ cho cái tâm sở tình hảo, là panjindriya cetasika. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta thì cái nào cũng là biết cả, nhưng mà một cái tưởng tri tức là nhớ biết, còn cái quy nha năng đó, thức tri đó, tức là nhận biết, còn panya tuệ tri là hiểu biết. Một cái biết do nhớ, cái biết do nhận ra, còn cái biết do hiểu thấu đáo mà biết. Cho nên chúng tôi dịch gọn đó, hỏi tưởng tri là gì, nói là nhớ biết. Thức tri là gì, là nhận biết. Nhận biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh trí, hành vi, cảnh xúc gì đó, cảnh pháp. Còn tuệ tri là gì? Panya, đó là cái sự hiểu biết, tức là có cái sự can thiệp của trí tuệ vô đó, suy xét mỗi khía cạnh để đưa đến kết luận và hiểu được vấn đề, thì như vậy gọi là tuệ tri. Và cái này ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích rõ lắm thưa quý vị. Tại sao phải giải thích rõ? Là tại vì vị hành giả mà tu tập á, tu tập tuệ quán mà còn lấn cấn cái vấn đề này là khó có thể tu tập thiền quán đến nơi đến chốn được. Quán vô thường
khổ đau vô ngã, không có, không có thấu, không có thấu đáo. Cho nên phải kỹ vậy đó. Chúng tôi phải đi nhanh mới được thưa quý vị. Nói nhiều quá, một là mất thời gian, hai nữa các Phật tử nói rằng những tọa tiên siêu nhiều chuyện quá. Có câu chút xíu mà nói quá từ nhiều. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề thứ hai đó, là thắng pháp trong cái sự trình bày về các thuộc tánh, nói về những khía cạnh tâm lý cùng sanh trong một sát na tâm. Thí dụ như cảm thọ, hay là tư tầm. Cái này thì cũng không có liên quan gì với nhau. Nó chỉ khác thôi, cái vấn đề là ở đây bây giờ cái chữ bây giờ cái đoạn này chúng tôi xin mạn phép là chúng tôi tách ra để nói ba chữ. Chữ tư chetana đó, nó từ cái chữ chia tác, là cái căn của nó là chích. Chích ở đây tức là chích tá đó. Chữ chích tá là sự suy nghĩ, chinh tê tí là suy nghĩ. Còn cái chữ tầm, quý tắc cá là quý tắc kê tí, cũng là suy nghĩ. Rồi cái chữ sankappa, tư duy cũng là suy nghĩ. Sankappeti, động từ sankappeti. Quý vị Phật tử chúng ta chú ý ở chỗ là khi mà phân tích từ Pali đó, các cái danh từ nó là quý vị thân đa dạng. Chúng ta muốn hiểu tinh nghĩa đó, một là chúng ta quy nó về cái căn động từ, hay là tạm thời chúng ta lấy cái chữ động từ là chúng ta hiểu được. Thí dụ như khi nãy chúng ta mới nói phần đầu á, tưởng tri, thức tri, tuệ tri, chúng ta cứ lấy cái động từ của nó là sanh cha na tí, quy cha na tí, pa cha na tí, ba cái động từ đó. Và ba động từ nó khác cái tiếp đầu ngữ là sanh, quy, pa, nhưng mà giống cái ngữ căn là chữ nha. Lấy chữ nha đó chúng ta hiểu. Cũng vậy ở đây đó, khi chúng ta nói đến cái chữ chinh tê chích tá, hay là săn cá phá, hay là quý tắc cá, quý cha đá, ở trong kinh tạng mấy chữ này đều xài cái nghĩa là sự suy nghĩ hết, không có sự phân biệt.
Nhưng mà ở trong cái tiếng Pali đó thì tư Chetana đóng cái vai trò khác. Cái chữ tâm với tất cả đóng cái vai trò khác. Và chữ Sankappa nó đồng nghĩa chữ Vichara, thì cái nghĩa cái vai trò nó khác. Trong khi đó thì trong kinh Tạng Vicharati Anukattaketi Chintaiti Sankappeti, nó đều đồng nghĩa. Nó tùy theo chỗ dịch. Như mở trong kinh Tạng thì nghĩa khác, còn ở trong Tăng Pháp nghĩa khác. Cũng như trong cái phần thứ ba đó, có những thuật ngữ tâm lý nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận khi chúng ta dùng. Xài trong cái nghĩa thưởng thức, nghĩa của kinh Tạng đó, chúng ta xài như chữ tác ý chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế này: làm phước, bố thí hay giữ giới đều phải có sự tác ý, nó mới thành tựu cái phước. Có tác ý mới thành tựu phước. Thế nhưng cái chữ tác ý mà ở trong Thắng Pháp thưa quý vị, nó không có thành tựu phước đâu. Ở trong Thắng Pháp đó, thì Chetana tư mới thành tựu cái nghiệp lành hay nghiệp dữ. Cho nên chúng ta thấy hai cái điểm đó cũng là khác nhau rồi. Trong Thắng Pháp tư là quan trọng, còn cái chữ tác ý đó, xài ở trong cái tạng kinh thì cứ xài được. Ở trong kinh Tạng thì chú trọng về cái chữ Manasikara hơn là Chetana. Ít có nói đến Chetana mà nói đến Manasikara là tác ý. Chẳng hạn như Yoniso Manasikara, Yoniso Manasikara là khéo tác ý và không khéo tác ý. Cái đó là cái nghĩa của kinh Tạng. Còn trong ví dụ Pháp đó, thì chữ Manasikara nó chỉ là tác ý tâm sở, Manasikara Chetasika thôi. Thì cái này nó chỉ là một cái thuộc tính, nó có cái chức năng là nó làm thành cảnh cho tâm, làm thành thành cảnh cho tâm. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài thí dụ cũng giống như là cái miếng bánh nó lớn vậy, nhưng mà khi đưa vào miệng thì miệng của người nào rộng hay là hẹp, miễn làm sao mà cái hàm răng cắn được tới đâu thì là nhai được tới đó. Cái người mà miệng hẹp nhỏ thì đưa vào trong răng, răng cắn miếng vừa đủ để nhai. Mà người mà rộng miệng đó
họ cắn miếng to họ cũng nhai được, thì cái hàm răng đó, cái chức năng, cái trách nhiệm của nó là nó làm thành miếng. Vừa vặn cho cái miệng. Hãy mà đi ngang đó, dầu cho ở bên ngoài những bánh lớn, nhưng mà đi ngang tới cái miệng thì cái hàm răng nó cắn được bao nhiêu thì là vừa đủ để nhai bao nhiêu. Thì cái đó, cái ý nghĩa này ví dụ giống như là làm thành cảnh cho tâm, của cái tâm sở tác ý. Thì ý nghĩa của thắng pháp á, thì chữ manasikara ở đây có nghĩa là làm thành cảnh cho tâm thôi, cho nó vừa vặn, nó không lớn quá, cảnh không lớn quá, không nhỏ quá. Còn ở trong kinh Tạng á, thì manasikara thì nó lại đồng nghĩa với cái chữ những cái động từ như là chinh tê tí, quy tắc kê tí, đô cha ra tí, quy cha ra tí, quy cha ra tí, sân cấp về tí, thì cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần 4. Ngay cả những từ vựng thường được hiểu là đồng nghĩa, nhưng phân tích kỹ thì có nhiều cái bất đồng. Có những bản liệt kê bắt đầu với cái tâm nhãn thức, cái tâm nhĩ thức cuối cùng là tâm ý thức. Bây giờ chúng ta đang nói cái chữ tâm ý thức. Thực ra đó, cái lỗi là do chúng ta xài. Cái lỗi do chúng ta xài. Khi gọi là Đức Phật này gọi cái từ chắc khu quy nhà ná, thì Ngài chỉ là chắc khu quy nhà ná thôi, chứ Ngài không có thêm cái chữ chắc khu quy nhà ná chính tám đâu. Chúng ta thêm là cái tâm nhãn thức. Bởi chúng ta đang nói về tâm thì chúng ta thêm chữ tâm ở phía sau. Cái chữ nhãn thức, chỉ tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, chúng ta thêm vào, cho nên nó tạo nên cái sự rắc rối. Cũng giống như là thay vì nói viên giác tự, siêu lý tự, pháp luân tự, người ta nói vậy được rồi. Mình đang nói ở chùa, nói là chùa viên giác tự hay chùa siêu lý tự, chúng ta thêm cái chữ chùa vô trong đó thì nó đồng nghĩa với chữ tự dư, dư chữ. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng cái gọi là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, cái đó chúng ta thêm chữ tâm vào trong đó, chứ trong tiếng Bali cũng có. Nhưng mà ở đây nó có vấn đề thật sự là như thế này, là cái vấn đề của ý thức. Thường thường khi mà chúng ta định nghĩa mano và viññana chết tăng, ý thức và tâm, ba chữ đồng nghĩa, các pháp sư đều nói vậy cả. Ngay cả trong chú giải, ở trong chú giải trong Thanh Tịnh Đạo đó cũng giải thích cái chỗ đó, tâm ý thức nó đều giống nhau. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói đến sát thức, chữ nguyên gia năng là sát thức, như cái phần mà trong tương ưng bộ kinh nói về nhân, cái tương ưng nhân duyên đó, khi mà nói về duyên khởi đó,
nếu bị duyên khởi duyên sinh. Thì Đức Phật ngài định nghĩa thế nào là thức nguyên nhân năng? Ở đây có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vĩ thức. Thì ở chỗ này chúng ta thấy dường như chữ ý thức á, nó trùng với nhau. Ý đồng nghĩa với thức, thức đồng nghĩa với ý, nhưng đem phải. Thức nào mà nó phát sinh từ nơi nhãn môn thì gọi là nhãn thức. Thức nào mà phát sinh từ nơi nhĩ môn thì nhĩ thức. Thức nào nó phát sinh từ nơi tỷ môn là lỗ mũi, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ gọi là tỷ thức. Thức nào mà nó phát sinh từ nơi thiệt môn là cái lưỡi, lưỡi có cảnh vị nhé, thì gọi là thiệt thức. Thức nào phát sinh từ thân môn, thần kinh thân, bất cảnh xúc thì gọi là thân thức. Như vậy chữ ý thức đó, chữ ý đó chúng ta phải hiểu, thức nào mà nó phát sanh từ nơi ý môn. Ý môn đây tức là cái tâm hữu phần đó. Thì khi mà phân ra như vậy chúng ta thấy rõ ràng là hễ xài nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Chữ ý thức ở đây là hai cái chữ đó nó không bị lấn cấn với nhau. Ai để chúng ta tách rời ra chữ ý riêng, chữ ý phẩy, ý mando phẩy, rồi thức quên nhà ná chấm, rồi chúng ta mới thấy nó lộn xộn. Nhưng mà chúng ta nhớ đang nói về thức. Thức mà phát sanh lên từ nơi nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn thì như vậy gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thiệt thức, thân thức, ý thức. Đơn giản quá vậy. Cho nên ở đây nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù đa ngôn loạn ngữ, đa chữ loạn thần kinh, nhưng mà thưa quý vị, thật ra chúng ta học có phương pháp đàng hoàng và chúng ta biết tận tường cái gốc thì cũng tương đối không đến nỗi bị thần kinh đâu thưa quý vị. Mà không sao cả, chúng tôi học nhiều cái từ ngữ Pali, nhưng mà nhờ chúng tôi uống cái loại thuốc viên Biloba đó cho nên ổn định thần kinh không sao hết. Quý vị cái ý chí lâu lâu chúng ta mới xài cái từ đó, hay là chúng ta xe chúng ta bập bõm, chúng ta dịch, chúng ta gặp thì chúng ta mới rối. Nhưng mà chúng ta ăn đậm với cái chữ đó rồi đó, xài hoài năm này qua năm khác, ngày nào cũng sử dụng, ngày nào sử dụng riết rồi kinh nghiệm thôi quý vị, không có khó. Thì ở đây đó, cái đoạn cuối nói rằng người ta thường nói sống như vật chất là phức tạp, riêng về tinh thần thì đơn giản hơn. Nhưng mà thật ra thì không hẳn như vậy. Vật chất nó phức tạp ít, nhưng mà tinh thần phức tạp nhiều lắm. Và cái điều này rõ ràng từ cái chữ chích tá, chúng ta có cái sự chích tá khác, nghĩa là một bức tranh. Tâm nó cũng giống như một bức tranh, nó có nhiều màu sắc, nó phức tạp, nó rối. Cho nên ở đây đó, thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng phức tạp cả. Chỉ khi nào mà chấm dứt sanh tử luân hồi, không hiện hữu danh sắc nữa thì lúc đó nó không có phức tạp thôi. Còn hễ khi mà còn hiện hữu danh sắc thì còn phức tạp. Nhưng mà nếu như chỉ là pháp chân đế Paramattha thì nó cũng phức tạp, nhưng đến chừng đó thôi. Nhưng mà chưa quý vị,
cái pháp chân đế mà chúng ta lại dùng những cái từ ngữ tục đế Samutisaka để mà chúng ta mô tả đó, thì cái đó mới phức tạp dữ đó. Bởi vì nó dùng cái dùng danh từ giả để diễn tả cái thật, và cái thật được trình bày bằng cái danh từ giả thì làm cho chúng ta bị rối. Nhưng mà chúng ta yên chí, nói là nói như vậy thôi, chứ còn trên cái lĩnh vực mà chúng ta hiểu biết để mà chúng ta tu tập tạo công đức phước báo, và để chúng ta tu tập để mà đưa ra giải thoát, thì nó đơn giản chứ nó không có khó như là chúng ta học ngôn ngữ. Hay chúng ta học ngôn ngữ Phật học đó, thì cái ngôn ngữ đó làm cho chúng ta bị rối, bởi vì nó quá nhiều ngữ cảnh được nói ở trong kinh tạng, luật tạng, thắng pháp tạng. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng Phật ngôn để chúng ta tu hành đó, thì thưa quý vị đơn giản hơn. Làm sao để mà chúng ta có tỏ ngộ được cái lý vô thường khổ đau vô ngã, đoạn trừ tham sân si, thì chúng ta đạt đến sự giải thoát đơn giản như vậy thôi. Ngày xưa khi mà có những người họ đủ duyên lành họ đến nghe Đức Phật này thuyết pháp mà chỉ nói lên một bài kệ là họ chứng đạo quả rồi, chứ không có cần phải mà học thiên kinh vạn điển giải thích nhiều từ ngữ cho nghe. Đức Phật thì không cần phải giải thích nhiều từ ngữ, định nghĩa nhiều từ ngữ cho nghe mới được giải thoát, không có. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái phần bài học Pali Vô Địa Học và Pali Nhật Hành. Hôm nay chúng tôi quán chuyển lại, chúng tôi đã trả nợ xong hai phần cũng vừa với thời gian. Bây giờ cái thời gian còn lại thì một tiếng đồng hồ còn lại, xin thỉnh thượng tọa Giới Đẳng Quan Hỷ hướng dẫn về văn phạm Pali cho chư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính đừng trực thật thượng tọa sư. Có nhiều khi thượng tọa sư nói với Phật tử là cái đó cũng đơn giản thôi, nhưng mà với một vị mà sống ở đó đó nhưng thượng tọa sư thì đơn giản, nhưng nghe thượng tọa sư nói không thấy cũng không có đơn giản. Bây giờ thì chúng ta trước khi qua phần văn phạm thì có lẽ nhờ chư tăng với quý cô tu nữ và quý Phật tử đọc cho về kinh hôm nay để quý Phật tử là quen. Đã đi thực thi với đại đức Tuệ Đức Hoa Kỳ tụng cho bài kinh vừa rồi khoảng 10 lần, tụng 10 lần rồi. Chúng ta sẽ bây giờ để thỉnh thì tôi đi nghỉ, tụng rồi sau đó sẽ để chư tăng khác và quý Phật tử khác tụng. Dạ, xin cái thỉnh sư huynh đi nghỉ. Không biết đại đức Tuệ Đức có mặt ở trước máy không, quý vị chờ chút xíu nha. Hình như đại đức Tuệ Đức của bạn trước máy. Ông già được rồi, giờ để tự tri tụng cho bài này để quý Phật tử tụng theo, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tụng tiếp. Những kính đánh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung, kính chào đại chúng. Xin phép được đọc bài kinh Nhật Hành ngày hôm nay. Etta vata cha amhe sampadang punya sambadang sape deva numodanta sap sambati setiya Dhanam dadantu sattha jasiram rakhantu sappada phagona pirata Antu gacchantu devata gata Etta vata cha amhehi sampatang bunya sambadang Sappe devanumodantu sappa sambati sithiya Dhanam dadantu sattha jasiram rakhantu sappada
Sabbe deva numodantu sappa sambatti setiya nanadantu sattha yasiram rakkhantu sappada pavana pirata hontu gacchantu devata gata etta vata ca amhehi sampatang bunya sampadang sabbe deva numodantu sappa sambatti setiya Nanang dadantu sattha yasiram rakkhantu sappada pavana pirata hontu gacchantu devata gata etta vata ca amhehi sampatang bunya sampadang sabbe deva numodantu sappa sambatti setiya nanang dadantu sattha yasiram rakkhantu sappada Bhavana pirata hontu gacchantu devata gata etta vata ca amhehi sampatang bunya sampadang sabbe deva numodantu sappa sambatti setiya nanang dadantu sattha yasiram rakkhantu sappada Bhavana pirata hontu gacchantu devata gata Chư Thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết là trú trong thiền được các tự như ý rồi phản hồi thiên sư dạ kính thỉnh đại đức Tuệ Đức tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Mến chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài. Etta vata cha am he hi sam pha tăng bun nhà sam ba đăng sa pe de wa nu mô đan tu sa pa sam Bà tì sê thi dạ đà năng đà đàn tu sà tha yá sì lăng rà khăn tu sà pà đà phà và nà phi rà tà hòn tu gà chàn tu đê và tà gà tà ê tà và tà chà âm hê hi sâm phà tăng bùn nhà sâm bà đăng sà pê đê và nụ mô đàn tu sà pà sâm Bà tì sê thi dạ đà năng đà đàn tu sà tha yá sì lăng rà khăn tu sà pà đà Phà quà nà phí rà tà hòn tù gà chàn tù đê quà tà gà tà. Ê tà quà tà chà âm hê hi sâm phá tăng bùn nhà sâm bà đăng. Sà bê đê quà nụ mô đàn tù sà bà sâm bà tì sê thi dạ. Đà năng đà đàn tù sà tà yê sì lăng rà khăn tù sà bà đà phà quà nà phí rà tà hòn tù gà chàn tù đê quà tà gà tà. Etta vata ca amhe hi sam pha tăng mun nha sam ba đăng sape de wa nu mô đan tu sapa sam ba ti se thi ya đà năng đà đan tu sa tha ya si lăng rakhan tu sapa da pha vata
pha qua na phi ra ta hòn tu ga chan tu đề quát ta ga ta ta quát ta cha âm hê hi sam phát tăng môn nhà sam ba đăng sáp pe đề qua nu mô đan tu sáp ba sam ba ti si thi ya đà năng đà đan tu sa tha ya si lăng ra khan tu sáp ba đa pha qua na phi ra ta hòn tu ga chan tu đề quát ta ga ta ta quát ta cha âm hê hi phát tăng môn nhà sa ba đăng sáp pe đề qua nu mô đan tu sáp ba sam ba ti si thi ya đà năng đà đan tu sa tha ya si lăng ra khan tu sáp ba đa pha qua na phi ra ta on tu ga chan tu đề quát ta ga ta ta quát ta cha âm hê hi sam phát tăng bồn nhà sam ba đăng sáp pe đề qua nu mô đan tu sáp ba sam ba ti si thi ya đa năng đa đan tu sa tha ya si lăng ra khan tu sa pa đa pha wa na phi ra ta on tu ga chan tu đề wa ta ga ta ta wa ta cha am he hi sam pha tăng bun ya sam ba đăng sa pe đề wa nu mô đan tu sa pa sam ba ti si thi ya đa năng đa đan tu sa tha ya si lăng rakhan tu sappa da pha wa na phi ra ta hon tu ga chan tu de wa ta ga ta ta wa ta cha am he hi sam pha tang mon nya sam ba dang sap de wa nu mo dan tu sappa sam ba ti se thi ya da nang da dan tu sa tha ya si lang rakhan tu sappa da pha wa na phi ra ta hon tu ga chan tu de wa ta ga ta ta quát ta cha âm hê hi sam phát tăng môn nhà sam ba đăng sáp pe đề qua nu mô đan tu sáp ba sam ba ti si thi ya đà năng đà đan tu sa tha ya si lăng ra khan tu sáp ba đa pha qua na phi ra ta hòn tu ga chan tu đề quát ta ga ta chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết lạc tu trong thiền được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sư chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết là tu trong thiền được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sư. Dạ con xin hết ạ. Kính mời sư Nguyên Thông tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, con đảnh lễ sư phụ và sư bá đệ sư và chư tôn đức tăng ni. Trong đạo tràng con xin được đọc ba lần cái bài kinh tùy hỷ phước lành. Ê ta vá ta cha âm hê sam phá đăng pun nhà sam ba đăng sạc bê đệ và nụ mô đăng tu sạc ba sam pa thì siết đi gia đà nan đà đan tu sạc đà và si lăng rạch căng tu sạc ba đà pha va na phi ra ta hôn tu ga chăng tu đê va ta ga ta e ta va ta cha am he hi sam pha đăng pun nhà sam ba đăng sạc đê đê va nu mô đăng tu sạc ba sam pa thi si ki ya đa nan đa đan tu sạc đa ya si lang ra khang tu sạc ba đa pha va na phi ra ta hôn tu ga chăng tu đê va ta ga ta e ta va ta cha am he hi sam pha đăng pun nhà sam ba đăng sạc đê đê va nu mô đăng tu sạc ba sam pa thi si đi ya nan đa đan tu sạc đa ya si lang ra khang tu sạc ba đa pha va na phi ra ta hôn tu ga chăng tu đê va ta ga ta sạc đê đê va nu mô đăng tu sạc ba sam ba sa đi ya đa nan đa đan tu sạc đa ya si lang ra khang tu sa ba đa pha va na phi ra ta hôn tu ga chăng tu đê va ta ga ta
Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Dạ, con xin mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc bài. Và Nhật Quỳnh nha. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Etta vata cha amahe sampatang bunya sambadang sabbe deva numodan tu sapasam. Patisitiya da nang dat da tu sa tha ya si lang rat khan tu sa pa da. Pha wan na phi rat ta hon tu gat chan tu de wat ta gat ta. Et ta wat ta cha ama he hi sam pa tang bun ya sam pa dang sa pe de wa nu mo dan tu sa pa sam patisitiya. Ta năng đất đàn tu sát tha yết si lăng rát khan tu sát pa đà pha văn na phi rát ta hồn tu gát chan tu đề quát ta gát ta. Et ta quát ta cha ma hi hi sam pha tăng buôn nhá sam pa đăng sát bê đề hoa. Nu mô đàn tu sát pa sam pa ti sít ti ya ta năng đất đàn tu sát tha yết si lăng rát khan tu sát pa đà pha văn na. Phi ra ta hồn tu gát chan tu đề quát ta gát ta. Dạ, bây giờ con xin đọc tiếng Việt. Nhập Quỳnh bót dùm tiếng Việt. Chư thiên đạo văn tập na, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sư. Chư thiên đã vân tập na, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sư. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sư. Dạ, đã thấy tín hiệu của Sích Thu Thủy. Dạ, kính mời chú Thị. Dạ, con kính chị cô. Dạ, con thân thử. Con kính lễ chị Công Đức Tăng Như. Kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc. Eta Vata Cha Am He Hi Sam Phát Tăng Phun Nha Sam Phát Đăng Sạp Đề Đề Quân Nú Mô Đăng Tú Sắp Phát Sam Phát Thí Sít Thí Gia Đà năng đã đăng tu sắp tha giác si lăng rắc khăn tu sắp ba đa và quan na phi ra ta hồn tu rắc chăn tu đề và ta ra ta. Chư thiên đã dân tập, xin từ hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo, biết cho giới niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặt trú trong thiền, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Đã không tập xong, con cũng chia đạo tràng.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Con tri ân sư Tề Tri. Dạ, con xin được đọc. Atta vata cha am hai hi samatang bunya sambadang sap de de wa nu mo dan to sap sambat ti sit ti ya da nang da nan tu sat tha ya si lang da khu sap ba da pha wa na thi ra ta hon tu ga chan tu de wa ta ga ta atang vata cha am cha am hai hi sam phát tăng bồn nhất sam ba đằng sáp bề đề qua nữ mẫu đàn tu sáp ba sam ba tư siết thi ya đà năng đa đành tu sáp tha ya si lăng rạch khăn tu sáp ba đa phà na qua phà qua na phi ra ta hồn tu ra chan tu đề qua ta ra ta chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo biệt cho với niềm tin biết hậu trì giới hạnh biết lạc trụ trong thiền được các tường như ý rồi vãng hồi thiên sứ. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành do chúng tôi đã tạo biệt cho với niềm tin biết hậu trì giới hạnh biết lạc trụ trong thiền được các tường như ý rồi vãng hồi thiên sứ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính nhân minh tỉnh đạo tràng. Con kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng. Sa thú cái trên chư tổng đức và cảm ơn quý Phật tử đã góp phần trong cái việc đọc. Trước khi mà bước qua phần văn phạm thì chúng tôi lưu ý quý vị là sẽ chúng tôi trích đoạn một bài kinh này để nhắc tất cả quý vị một điều, đó là đối với chư thiên có nhiều người chúng ta quen là mình hồi hướng phước hay là mình chia phước, nhưng mà một cách tốt nhất đối với chư thiên là chúng ta mình nói cho nó đúng trong ngôn ngữ của kinh điển là mời gọi sự tùy hỷ phước lành. Dạ, quý vị đọc kỹ trong các bài kinh đó, giờ mình kêu gọi chư thiên hãy tùy hỷ phước lành, hãy vui với cái công đức của mình làm, rồi sau đó hộ trì chúng sinh. Thành ra cái lời kêu gọi mà chư thiên tùy hỷ đó là đúng nghĩa về kinh, và đây cũng là cái ý nghĩa của cái bài kinh ngày hôm nay. Thành ra quý vị nếu mà đi chùa, thỉnh thoảng quý vị nghe những chùa Nam Tông hay nói rằng xin chư thiên khoan hỷ công đức chúng tôi làm, ví dụ như xin chư thiên khoan hỷ công đức mà chúng tôi đã tạo ngày hôm nay, thì những cái việc đó là chúng ta nhớ rằng cái sự tùy hỷ phước đó, nó cũng là nguyên nhân phát sanh phước. Và ví dụ như là mình nói chư thiên không có trực tiếp làm được, chư thiên không có bố thí, không giúp đỡ cho người nghèo được như là mình, nhưng mà mình làm rồi đó, mình nói chư thiên là tùy hỷ, mà chư thiên nào có chánh kiến mà hiểu họ tùy hỷ theo đó thì cũng là phước. Tùy hỷ phước là một ở trong 10 nguyên nhân sanh phước. Thật ra khi mà chúng ta làm gì đó, làm phước gì đó, thì ta hơi nếu có nghĩ đến chư thiên thì sẽ nghĩ là mong chư thiên khoan hỷ với công đức mà chúng tôi đã tạo. Thì cái đó là cái cách mà chúng ta thực hành trong cái việc mà nghĩ tưởng đến thiên chúng. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua bài học ngày hôm nay. Dạ, bài học ngày hôm nay có lẽ là một trong những điều mà quý Phật tử thường thấy hơi ngán đó, là trong cái tiếng Pali đó, thì chúng ta có 8 cái cách chia danh từ. Dạ, cái chia danh từ đó là chia theo chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, sở thuộc cách, xuất xứ cách, định sở cách, hô cách. Thì khi mà chúng ta chia như vậy đó thì mình thấy nó dài rồi. Rồi chẳng những vậy mà mình chia 8 cách đó theo
nam tánh nữ, nam tánh trung tánh nữ tánh, nam tánh nữ tánh trung tánh, rồi chia theo ba tánh, rồi còn phải chia theo số ít số nhiều. Và mỗi một cái tánh như vậy, danh từ nam tánh thì nó có cái tận cùng bằng á, rồi bằng ý, bằng u. Thì nghe quý vị nghe mệt lắm, nhưng mà thật ra nếu quý vị để ý thì nó có một chút thay đổi thôi, một chút thay đổi, nhưng mà nó giống giống với nhau. Mà chưa mình học quen rồi đó, thì càng học quá thì mình càng dễ nhớ hơn. Chúng tôi không có dám dùng cái chữ của Thượng Tọa Từ Siêu xài, tại cái chữ của Thượng Tọa Từ Siêu có bản quyền rồi. Đó là từ thì sư nói thấy vậy chứ đơn giản thôi. Thật ra nó không có đơn giản, nó khó dễ một chút. Nhưng mà quý vị học quen lâu ngày thì quý vị sẽ thấy không đến nổi, giờ không đến nổi khó nhớ. Thì ở đây hôm nay chúng ta học danh từ nam tánh và biển tận cùng bằng ý, hay là biển ngữ ý. Ở đây có một cái trưng dẫn cụ thể là cái chữ ác ký. Ác ký là lửa. Dạ, ác ký là lửa. Về chữ này đó, thì chúng tôi xin thưa rằng có đôi khi có những cái tiếng Phạn mà nó trùng trùng với nhau. Thí dụ mình nói là ác cá. Ác cá là tối thượng hay là thượng thượng. Thì ác ký là lửa. Thì nó khác nhau, có cái là cái tận cùng bằng á, bằng ý, nhưng cái gì nó khác hoàn toàn. Thành ra chúng ta học thì chúng ta phải để ý. Để đôi khi đó người ta nói sai một con toán, bán con trâu, thì có khi một cái chữ nhỏ thôi mà nó cũng làm cái gì nó nghĩa lớn, mặc dù cái biểu ngữ nó thường thay đổi lắm. Ở đây chúng ta có chủ cách số ít là ác ký, chủ cách số nhiều là ki ác gây vô. Như chúng tôi có một vài lần đề cập tới quý vị đó, là thông thường đó, khi mà chúng ta có thêm chữ ở phía sau là ác gây vô. Akayo là chủ cách số nhiều. Chủ số nhiều nó có hai chữ là Aki và Akayo đó. Thì quý vị nên nhớ rằng chữ Akayo đó nó ít xài, và thường nó chỉ xài trong thi ca nhiều hơn. Thỉnh thoảng ở trong cái văn xuôi cổ điển thì cũng có xài đó, như trong kinh bổn sanh. Nhưng mà văn xuôi thì xài nhiều, ấy văn vần xài nhiều. Ví dụ trong tiếng Phạn có trường hợp là cái câu đó phải có 8 âm tiết, mà nếu mình xài ác ký thì nó chỉ có 7 âm tiết, hay ác ký thì mình xài ác ký chỉ 7 âm tiết. Thành ra người ta xài ác kê vô là nó được 3 âm tiết, thì đủ 8 âm tiết. Thì như vậy đó, chỉ là cái cách cái đó. Thành ra số ít là ác ký. Và cô như Quỳnh đấy, cô Quang Hiền, cô dời cái gạch xéo ở sau chữ ác ký, tại vì ác ký là chủ cách số ác, ghi là chủ cách số nhiều. Dạ, yeah, chủ cách số nhiều. Và mình thật ra ở đó mình cũng nên phải những cái rồi ác ghi và ác cây vô thì nó đều là chủ cách số nhiều. Dạ, yeah, đều chủ cách số nhiều. Đối cách là ác kiến số nhiều, đó là số ít. Đối cách số nhiều là ác ghi, ác cây vô. Sử dụng cách đó là sử dụng cách là số ít, sử dụng cách số ít là ác ghi na. Xem cách suy nhiều là ki hít. Rồi nó cũng có một cái chữ khác là ki phí. Dạ, ki phí này là cũng là xài trong văn trong gọi là trong ca vịnh hay thi ca. Dạ, thi ca. Xuất xứ cách là akina, akina. Suy nhiều là akim hoa, akisma, ki hít. Xin lỗi quý vị, xuất xứ cách số ít đó là Akina, Akimha, Akisma, số nhiều là Akihi, rồi có Akifi. Akifi là xài trong thi ca. Chỉ định cách là Akino, Akisa, Akisa là số ít, Akino là số ít, số nhiều là Akinan. Sở thuộc cách là Akino hay là Akisa là sở thuộc cách số ít. Quý vị chờ chút thôi chút xíu. Số nhiều là ki nắng. Dạ. Định sơ cách là akim hí. Akismin là số ít. Số nhiều là ki xuống. Khôn cách là aki. Aki. Akiyo. Thì quý Phật tử có thể hỏi rằng như vậy cái chỉ định cách và sở thuộc cách đó sao nó giống nhau vậy?
Thì cái này nó rất thường xảy ra trong phong phạm. Do đó khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải biết cái ngữ cảnh. Gặp ngữ cảnh thì mình biết là nó nói về của hay là cho. Dạ, cho người nào hay là của người nào. Thì phải có cái ngữ cảnh thì chúng ta mới bây giờ thì chúng ta chỉ học thôi, nguyên tắc văn phạm. Và thưa quý vị, ở đây có một câu tiếng Anh mà chúng tôi quên sửa lại, là một số danh từ nam tính ví ý, số danh từ nói ví ý, chữ đầu tiên là chữ bún ý và ý xí, hai chữ này là thường là đồng nghĩa. Chữ bún ý chúng ta thường gọi là mâu ni, hay là ngày xưa chúng tôi ở Việt Nam có âm với chữ gọi là mưu ni, như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mâu hay là mưu, và mâu ni hay mưu ni, mâu chúng ta gọi là mâu ni hay mưu ni, nhưng mà thật là đọc là mưu ni. Thì thật ra đó, thì thưa quý vị, cái câu mà chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái câu đó đó là nói thì chính xác, nó không phải là một cách đúng để đảnh lễ Đức Phật. Cái câu mà Sakyamuni Buddha đó thì hiểu là bậc hiền thánh dòng Thích Ca. Cái câu đó nó chỉ xuất hiện thời vua A Dục, khi mà vua A Dục mà tạc cái là một cái thạch trụ bằng đá để đánh dấu nơi Đức Phật đản sanh, thì vua A Dục mới để là đây là nơi đản sanh của bậc hiền thánh dòng Thích Ca, gọi là Sakyamuni. Sakyamuni là bậc hiền thánh dòng Thích Ca. Thì Đức Phật của chúng ta đó, nếu cái danh tính đúng như ngài đó, thì là Gotama, mà chúng ta gọi danh tính Cồ Đàm. Và chúng ta không gọi Đức Phật bằng chữ Mâu Ni hay bằng chữ Mâu Ni. Mâu Ni mà chúng ta gọi là Đức Thế Tôn hay là Bậc Vô Thượng Sĩ. Do đó quý vị biết là có nhiều cái câu ở trong dân gian đó, thì thọ nghe thì rất là phổ thông đúng, nhưng mà mình đó, mình đảnh lễ Phật bậc hiền thánh dòng Thích Ca thì nghe nó kỳ lắm. Chữ Mâu Ni á, có nghĩa là bậc ẩn sĩ, là bậc hiền triết, bậc minh triết. Và chữ ý xí, Mâu Ni là Mâu Ni, mà ý xí cũng là có cái gì tương tự. Và cái chữ này đó thì nó lại có một cái chút vấn đề, có chút vấn đề mà ngày nay quý vị về cái thánh địa nơi mà Đức Thế Tôn chủ pháp luân gọi là vườn Lộc Uyển ở gần Varanasi, thì cái chỗ đó hồi thời Đức Phật còn tại thế mà bây giờ gọi là Saranath, thì chỗ đó lại có thêm một cái tên gọi nữa, một địa danh mà ở trong kinh quý vị nghe rất là thường là Isipatana. Isipatana, và chữ Isipatana đó là nó có cái chữ dịch mà ở trong các cái bản kinh tiếng Việt thường dịch đó, và dịch rất là sai. Mặc dù bản chữ Hán dịch như vậy nhưng mà cũng sai luôn. Họ dịch là chư thiên đọa xứ. Cái chữ đó như vậy thường dịch. Isipatana. Isipatana, họ dịch là chư thiên đọa xứ. Thì nghe cái chữ chư thiên đọa xứ thì thật ra danh từ đó là quý vị nào mà đọc trong các bản kinh dịch đó thì cái cách gọi nó sai hoàn toàn. Chữ ý xí đó ở đây chỉ là những bậc ẩn sĩ, chúng ta gọi là những ẩn sĩ, mà nguyên cái nghĩa đó là như vậy, là khi xưa đó ở tại đó có rất nhiều vị Phật độc giác ở, và vị Phật độc giác và những người ở trong làng họ thường gọi các vị đó là những bậc ý xí, là bậc Mâu Ni hay là bậc ẩn sĩ, ý sĩ. Và khi mà những vị Phật độc giác này được nghe chư thiên báo là một vị chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Cồ Đàm, Đức Phật chúng ta sắp ra đời. Thì trong một cái luật tự nhiên đó, là khi mà thế gian này đó không có bị Phật toàn giác ra đời thì Phật độc giác có mặt. Mà khi Phật độc giác đó, mà biết được là chư vị toàn giác ra đời thì vị đó đều viên tịch Niết Bàn. Dạ, chư vị Niết Bàn. Thật ra lúc bây giờ có cái tượng ra rằng có hàng 500 vị ở tại đó, các ngài tự mình bay lên hư không và tan biến được hư không. Dạ, tự mình tan biến, bay lên và tan biến. Thật ra Isipatana đó là cái nghĩa của nó là chỗ những vị ấy mất. Dạ, tại vì các vị thấy chư Phật đồng giác bay hư không là những bậc ứng sĩ biến mất, mà mình dịch là chư thiên đại sứ. Thì trong cái nghĩa tiếng Việt Nam mình dịch là chư thiên đại sứ, tức là cái chỗ mà chư thiên bị đọa. nghe chặt lắm, nhưng bây giờ ta xài nhiều như vậy. Bởi vì mình biết là đôi khi mình phải đến tận nơi vòng coi chuyện đó thì mình mới thấy rằng có nhiều chữ mình phải thay đổi. Chứ nếu không mỗi lần tụng kinh mình chúng tôi nghe chữ chư thiên đại sứ nghe nó kỳ lắm. Chỗ đó là chỗ chư vị Phật độc giác đồng loạt viên tịch Niết Bàn bằng các ngày bay lên hư không và tan biến luôn. Và cái chữ Patana, Patana cũng đúng nghĩa là té xuống, nhưng mà Patana có nghĩa là, còn nghĩa là tan vỡ hay là biến mất. Chỗ đó bị ẩn biến mất gọi là Isipatana, nhưng mà chúng ta không thể dịch là chư thiên đọa xứ. Nhiều chữ này nhiều. Chữ thứ hai là chữ cao quý. Cao quý là thi sĩ, thi nhân. Chữ này á, ở trong tiếng Phạn á, nó có ý nghĩa nó hơi phân biệt khẳng định hơn là chúng ta. Chúng ta có cái chữ người là người làm thơ, mình làm thơ, có nhiều khi đặt một vài câu lục bát cũng là làm thơ. Nhưng mà chữ cao quý chỉ cho một thi hào, chỉ cho một thi sĩ, tức là một người thật sự là sống trong cõi thơ, làm thơ, chứ không phải là người làm thơ theo kiểu amateur. Làm thơ nghĩa là biết một ít âm vận rồi làm ra một vài câu gọi là nhà thơ, không phải vậy. Hay là làm thơ ở đây chỉ cao ví là một thi sĩ thực thụ. Yeah. Ari là kẻ thù. Ari là kẻ thù. Chúng ta có cái chữ Arahant hay là Arahata, có nhiều vị giảng là Arahant có nghĩa là Ari cộng với Hata. Hata là giết. Ari là kẻ thù. Arihata là gì, là sát đặc, tức là những bậc đoạn đặc phiền não. Vậy là Ari. Yeah. Nhưng mà quý vị nhớ là cái chữ Arahant hay A-la-hán có nhiều cách giải nghĩa lắm nha. Chữ Arahati nó cũng có nghĩa là xứng đáng. Mà Arahant cũng có nghĩa là sát đặc hay là đấng trọn lành, nghĩa là bị đoạn tận tất cả các phiền não. Vậy là Ari. Phu-pa-ti. Dạ, Phu-pa-ti là nhà vua. Nhưng mà ở đây tức là cái chữ Phu-pa-ti đúng nghĩa là bậc lãnh đạo quốc gia hay là bậc trị quốc. Dạ, trị quốc. Dạ, một vị trị quốc gọi là Phu-pa-ti. Phu-pa-ti. Ba-ti là người chồng, người chủ. Ba-ti đi chồng. Quý vị thấy chữ Phu ở trên, chữ Phu ở trên là Phu Bí là đất, đất đai. Phu-pa-ti là người chủ, là quốc chủ, quốc phương. Ở dưới chữ Ba-ti nghĩa là người chồng hay người chủ. Yeah. Gaha-pa-ti là gia chủ. Chữ này quý vị đọc ở trong kinh thì hay Đức Phật hay xài. Yeah, hay xài và cũng nhiều nơi lắm. Ở trong văn hóa ở trong văn hóa Ấn Độ đó,
nó có cái đặc biệt là khi mà một người đàn ông mà gọi là Gahapati thì nó hàm nghĩa là người đàn ông thành nhân. Một là người đã đạo lập thành gia thất. Hai đó là người đó có cái nhà cửa, có cơ ngơi. Ba đó là người đó có một cái có cái nghề nghiệp phản hồi để chu cấp và nuôi dưỡng gia đình, thậm chí là có người ăn cả ở. Thật ra trong xã hội Ấn Độ khi mà gọi người đàn ông gọi là Gahapati là gia chủ đó, thì điều đó nó tương đương với một cái cách gọi ở trong tiếng Việt bây giờ người ta gọi là quý ông hay là quý bà đó, quý ông tức là một cái cách gọi trang trọng đối với một người đàn ông. Yeah. Thông thường khi mà gọi là gia chủ tức là người đó có gia đình, có sự nghiệp, có nên là đàng hoàng, thành ra dịch là gia chủ hay là quý ông. Yeah. Adhipati là người lãnh đạo hay là minh chủ. Yeah. Bati đó là người chủ, nhưng mà Adhipati và Adhipati là một cái người chủ ở địa vị cao nhất là Adhipati. Atithi là người khách. Atithi là người khách. Trong cái văn hóa Ấn Độ và nó cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Đông đó, thì cái chữ người khách Atithi không đơn giản. Không đơn giản đó là một người ghé nhà chơi. Yeah. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng trong 6 cái pháp mà khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh, đó là cái lòng cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định, và có một cái thái độ nghiêm túc, trân trọng đối với lễ tân, tức là đón khách một cách tốt. Yeah. Thì thứ gì trong cái văn hóa của Ấn Độ và văn hóa Trung Đông đó, khi mà người ta nói rằng hãy là khách của tôi, thì có nghĩa là một người khách được mời, và mời một cách rất là trân trọng, và được đối xử một cách rất là trân trọng khi mà ở tại nhà người đó. Dạ, yeah, hãy là người khách của tôi. Thế nên chữ khách này nó cũng có ý nghĩa đặc biệt, chứ nó không có, không phải là nó nhà có khách tự nhiên, tức là hay là có khách ghé sơ sơ như người Việt Nam mình, chỉ mà chữ khách này nó mang ý nghĩa rất là đặc biệt. Vyathi, Vyathi là sự bệnh hoạn. Dạ, sự bệnh hoạn Vyathi. Udathi là đại dương, là biển cả. Dạ, trong những cái khối nước lớn ở trên mặt địa cầu thì Udathi là lớn nhất, là những cái giống như chúng ta là ocean trong tiếng Anh vậy. Ocean là biển cả. Dạ, đại dương. Nichi là kho báu. Vihi là lúa gạo. Cái chữ vihi này gọi chung nha quý vị. Dạ, vihi gọi chung. Gọi chung cho cơm, gọi chung cho lúa, gọi chung cho gạo. Giống chữ rice. Và họ có những chữ riêng. Nhưng mà cái chữ này gọi chung lúa, gạo. Lúa tức là mình chưa có bóc vỏ ra. Gạo đã bóc vỏ rồi. Mà có gạo lứt, có gạo trắng. Và nấu thành cơm. Dạ, cũng là gọi là vihi. Kapi là con khỉ. Ahi là con mãng xà. Dạ, Ahi là con mãng xà. Chữ Ahi này nó khác với con rắn thường chút là ở đây là con rắn có độc. Như vậy là con mãng xà, như rắn hổ. Rắn hổ và rắn hổ có độc là Ahi. Dipi là con báo. Dạ, Dipi là con báo. Ở trong trong chiến phạn thì chữ TP là chỉ con báo đốm, hay chúng ta gọi là báo gấm, con báo đen chữ khác đó. Nhưng chúng ta tạm hiểu là con báo. Ravi là mặt trời. Ravi là mặt trời. Và cái chữ mặt trời ở đây đó là nói theo cái cách xài hàng ngày bình thường. Trong khi chữ Surya gọi là mặt nhật á. Mặt nhật thì cũng là mặt trời, nhưng mà chữ đó được chữ gọi là trang trọng hơn, giống như là Nhật Việt thể minh, tức là thề trước mặt trời và trăng,
có Nhật Việt làm chứng chẳng hạn, thì cái chữ suy giá nó trang trọng hơn. Còn cái chữ chữ ra ví ở đây thì được xài rất là phổ thông bình thường. Giri là núi, Giri là núi. Chữ Giri này xài nhiều chữ chứ, xài nhiều trường hợp, quý vị sẽ bắt gặp nhiều chữ. Nhưng mà chữ núi này nó được mang tên là giống như một cái ngọn núi, một cái ngọn núi. Chữ Giri đúng là ngọn núi. Trong một rặng núi có nhiều ngọn núi chẳng hạn. Mani, chữ Mani nó cũng là một cái chữ mà chúng ta phải xài trong cả hai nghĩa. Một cái nghĩa tổng quát, chữ Mani là ngọc, gọi là ngọc, giống như là viên ngọc chẳng hạn. Rồi kể cả như là ngọc trai cũng là một viên ngọc, Mani. Nhưng mà chữ Mani còn có cái ý nghĩa gọi là như ý bảo châu. Thì bảo châu, người nào có cái viên ngọc này đó thì người đó ước cái gì thì có cái đó. Giống viên ngọc ở trên cái búi tóc của ông Cấp Cô Độc, hay là chúng ta còn nghe nói là có một số chúng sinh có phước thì họ có cái như ý bảo châu, có gì bảo châu thì muốn gì được cái đó, thành ra chúng ta gọi là ngọc như ý hay như ý bảo châu. A xí là thanh gươm, ra xí là một đống, giống như mình để một đống lúa, đống rơm, đống cỏ, một đống ra xí. Pa ní là bàn tay, bút chát là bụng, bút thí là cái búa, mà cũng là cái nắm đấm, mình đưa tay mình nắm tay lại đó, cái nắm tiếng Anh gọi là fist, cái đó gọi là bút thị. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút, chúng tôi có một việc nha. Chúng tôi có việc. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có còn ở trước máy không? Sư Thông có thể nói cho vài lời không? Tại vì có cách tìm một chút xíu cũng hơi quan trọng đó. Sẽ trở lại. Anh Sư Nguyên Thông giúp chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ Giác Đẳng nói vài lời về Phật pháp. Kính thưa chư vị, là chúng ta rất là may mắn được sống trong một giai đoạn thời gian mà trong đó giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn nguyên vẹn, là nói rõ ràng là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Điểu Bộ Kinh, ngoài ra còn có Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp, vì vậy cho nên gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Cái giáo pháp Tam Tạng Kinh Điển do Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài đã giác ngộ ở cội Bồ Đề Đạo Tràng. Và cái giáo pháp này nó quý cho đến đổi là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giác ngộ xong rồi bỏ một khoảng thời gian khoảng 7 tuần lễ để chiêm nghiệm lại những pháp Ngài đã chứng đắc. Và sau khi Ngài chiêm nghiệm lại những giáo pháp Ngài chứng đắc thì Ngài thấy cái giáo pháp này rất là quý và rất là khó nói, mà rất là nếu mà nói thì cái người nghe thì nghe không hiểu, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Và Ngài đã có toan là muốn đã niết bàn ở tại nơi đó, nhưng mà may mắn thay Ngài Sahampati ở trên cõi Phạm Thiên đã chứng được tam quả A-na-hàm và có được tha tâm thông. Ngài thấy được cái ý của Ngài, của Thế Tôn, thì Ngài hoảng sợ là sợ rằng nếu mà Thế Tôn mà niết bàn mà không có giảng dạy gì thì cái cõi trần gian này lúc đó, đó lúc mà Thế Tôn chưa có giảng giải pháp thì là một cái điều vô minh và xã hội nó loạn lạc, và Ngài mới sợ cái giáo pháp thì nắm đi. Nếu mà Thế Tôn không giảng dạy, Ngài bèn bay xuống, Ngài đảnh lễ Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, trong trần gian này có những người mà trong đôi mắt của họ có ít bụi, có nghĩa là họ không có quá vô minh, không có quá ngu. Thưa Thế Tôn, nếu Thế Tôn giảng pháp thì những người đó có thể hiểu được. Và Thế Tôn khi nghe nói như vậy, Ngài mới dùng Phật nhãn nhìn lại trần gian này, thì quả thật có những người như vậy.
và Ngài đã im lặng nhận lời. Và Ngài đã trở lại cái nhóm người mà hầu đã tu hành theo Ngài đó, thì nhóm 5 người, đứng đầu là Ngài Kiều Trần Như, tiếng Pali gọi là Công Đơn Nhá. Và may mắn thay cho chúng ta thì Ngài đã giảng dạy cho nhóm anh em Kiều Trần Như, và từ đó cái tiếp tục giảng dạy giáo pháp. Và nhờ vậy đến bây giờ chúng ta có cái giáo pháp. Mà cái giáo pháp của Thế Tôn giảng dạy thì trong cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì những cái điều gì mà nó quý trọng thì người ta học thuộc lòng chứ không có chép. Nhưng mà đến sau khi mà cái thời gian mà Thế Tôn giảng dạy xong rồi, cái lúc đó là 3 tháng sau có một vị tỳ kheo mới vào tu, mà già lớn tuổi cũng như là Nguyên Thông như vậy. Nhưng mà khi mà đi dọc đường thì thấy chư tăng nghe Thế Tôn đã viên tịch thì họ khóc than, họ buồn rầu, thì ông ta phát ngôn một cách rất là hỗn hào, lời lẽ rất là khiếm nhã, mà Ngài Kassapa đã nghe thì thấy rằng là Ngài mới để tâm. Cho nên sau khi mà đã làm lễ trà tỳ xong rồi, Ngài Kassapa mới là tập hợp tất cả những vị trưởng lão đã nói sự việc như vậy. Cho nên Ngài đã có ý là trùng tuyên những lời Thế Tôn giảng dạy để chấn chỉnh cái giáo pháp. Bởi vì có những cái sự việc là người ta không có kính lễ Phật Pháp Tăng, nhưng mà sự nhận xét của Ngài Kassapa. Và vì vậy cho nên một cái buổi trùng tuyên lần đầu tiên thì Ngài đã tự cho mình là cái người lãnh đạo, và đã hỏi những cái câu hỏi về luật trước. Thì Ngài một vị tỳ kheo đã trả lời về luật. Và kế đó là Ngài hỏi Ngài ông Anan, Ngài Anan mới trả lời về kinh. Và từ đó chúng ta đã có hai tạng luật, đó có lúc đó có nhị tạng chứ chưa được tam tạng. Rồi vài năm sau thì cái Abhidhamma, vài năm sau cái Abhidhamma mới được là nhập vô vào cái nhị tạng đó. Thì từ đó trở sau chúng ta có tam tạng kinh điển. Và kính chào huynh chú Kinh Nhân. Và kính thưa chú vị, cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta đó, thì bây giờ nó gọi là cái Dhamma, là pháp, mà người ta gọi là Buddha Dhamma, tức là Phật pháp. Thì cái giáo pháp này nó cao quý nhất trên trần gian này. Trên trần gian này không có cái gì quý hơn là cái Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và vì vậy cho nên kính thưa chú vị, chúng ta phải hiểu biết là bây giờ chúng ta rất là hạnh phúc mà cái giáo pháp còn như vậy đầy đủ. Thì mà chúng ta siêng năng tu hành, thì siêng năng tu hành thì chúng ta có thể biến mình là một chúng sanh vô minh. Chữ vô minh đây là tiếng văn chương, chứ cái nghĩa của nó là ngu si và hạ liệt, tạo nhiều cái ác bất thiện pháp. Là bởi vì trên thế gian này cái những người làm việc bậy, làm việc xấu thì chẳng dễ dàng, làm cái gì xấu lại là làm rất dễ dàng, mà làm những điều gì mà tốt đẹp thì rất là khó khăn. Bởi vì vậy cho nên người nào mà làm xấu là sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu lưu manh gì đó, thì tất cả những cái đó đều mang đến cái hậu quả cho họ. Cho nên người nào mà làm những ác nghiệp thì sẽ bị ác báo. Mà ngược lại những người nào mà học Phật pháp trong room, thí dụ như có những cái chư Phật tử và chư tăng ni ở trong room này, thì những người này thí dụ như là con thí dụ bây giờ thí dụ mà cho huynh Pháp Lữ cả tỷ đi đô la bảo huynh Pháp Lữ giết người, thì con nghĩ rằng huynh Pháp Lữ sẽ mỉm cười và bỏ đi, không xem mà cả tỷ đô la ra cái khả gì cả đó. Vì vậy cho nên những người mà học pháp, hiểu biết cái giáo pháp, thì những việc mà xấu xa thì không làm, mà ngược lại luôn luôn làm những thiện. Tại sao? Vì những người mà học pháp như chúng ta trong room này đó, thì chúng ta gọi là
tiếng Tây gọi là Trompei Danglo Buddhism, tức là thấm nhuần giáo pháp. Thì khi mà người đã thấm nhuần cái giáo pháp rồi đó, thì biết rằng một khi mà làm bậy là đi thẳng vào địa ngục. Vì vậy cho nên một tỷ bạc, cả tỷ bạc thì bảo mình giết người, thì làm sao mà dám giết người? Chỉ có những người mà ngu si thì thấy tỷ đô la về phái ra thì giết người, thì mang cái tội giết người rồi. Vì vậy cái điều đó là chắc chắn như vậy. Thì không phải pháp lưỡi mà Nhật Quỳnh cũng vậy, cho một tỷ đô la dám giết người không? Không bao giờ dám cái vụ đó. Thì con nghĩ rằng nếu mà dạ, kính thưa sư phụ, có thấy sư phụ trở lại mai rồi, thì con xin mời, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú. Xin chuyện sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc quý Phật tử một điều trước khi mà chúng ta sửa bài tập, đó là ở trong thời gian ba tuần qua đó, những người Phật tử mà chúng tôi quen biết ở gần, ở xa đó, bị nhiễm COVID nhiều hơn chưa bao giờ trước kia. Tối qua chúng tôi nhận được một cái tin là có một gia đình mà cha mẹ, con cái mà nhiễm tất cả là 8 người do một cái buổi tiệc, tân niên vừa qua. Và mặc dù tất cả đều có chích mỗi booster, tức là mũi thứ ba rồi. Và khi nãy chúng tôi lại có một phật tử đến đó, hỏi cho là ông cụ thân sinh vừa mới mất vì COVID. Thật ra thì tuần trước chúng tôi đã nghe vị này đi sang một tiểu bang khác cùng với đứa con trai, với đứa con trai mất rồi và ông cụ lại không mất, ông lại khỏe. Không phải khỏe mà ông cụ không vào bệnh viện mà ở nhà, thì bữa nay sẽ nghe ông cụ mất. Điều này cũng là điều mà chúng tôi muốn nhân đây để nhắc tất cả quý Phật tử là chúng ta đang rơi vào trong một tình trạng rất là nguy hiểm. Ngoài cái đại dịch ra thì chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là chai lì. Bây giờ chúng ta không còn có cái cẩn thận đối với COVID nữa. Và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng mình đã chích 3 mũi rồi thì đã an toàn. Và không có chuyện an toàn 100% đâu. Trong cái sự tìm hiểu chung đó, thì cho dù là có tới đi nữa nhưng mà không có thuốc nào mà bảo đảm 100% hết. Trong 100 người mà có chích ngừa rồi và bị nhiễm đó, thì có thể là chỉ có một vài ba người mất thôi. Nhưng mình không biết mình có nằm một số đó hay không. Đồng thời, thưa quý vị, nó lại có một chuyện nữa là nhiều người lại nói rằng cái Omicron đó, nó nhẹ. Tính với xác suất phần đông thì nó nhẹ. Có nhiều người bị bệnh rồi thôi, nhưng mà thật ra nó cũng không có cái gì bảo đảm, tại vì chúng ta biết rằng cái COVID đó, nó tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Có những người bị bệnh này, có người bệnh bệnh kia. Nó gọi là cái complication thì chúng ta không có biết hết được. Do vậy, rất là mong là chúng ta tiếp tục cẩn thận, hạn chế cái chuyện mà tụ họp mà không mang khẩu trang. Không có gì bảo đảm hoàn toàn hết, nhưng mà hạn chế chừng nào thì đỡ chừng đó. Dạ, chứ chúng ta không có nên nghĩ rằng cái việc đó nó qua rồi, hay là mình có chích rồi, hay là mình không có cần để giữ an toàn nữa. Rất là nên để giữ an toàn, tại vì đại dịch COVID nó đang hoành hành khắp nơi. Cái mà đáng sợ trong cuộc sống của chúng ta đôi khi nó không phải là nó đến từ một cái gì rất là dễ sợ, mà đến từ thái độ chủ quan của chúng ta. Dạ, như trong gia đình mà chúng tôi nói là 8 người bị lây nhiễm hết á, là cũng là do đầu năm mà
vợ chồng con cái cháu chắc đừng nghĩ rằng ô một việc tốt hết. Đã chích ba mũi rồi và thời bây giờ hôm qua mà trong đó chỉ có một người lây thì lây hết cả tất cả mọi người, nên chúng ta cố gắng sống và có cái sự quan tâm cho những người chung quanh. Chúng tôi biết rằng đôi khi nói đi nói lại như vậy thì nghe nó cũng kỳ, tại vì cái chuyện này ai cũng biết rồi. Dạ, chuyện ai cũng biết rồi, dù sao đi nữa thì phải nói rằng đại dịch còn thì tất cả chúng ta nên tích cực nhắc nhở và gìn giữ cho nhau. Dạ, gìn giữ cho nhau, hạn chế tối đa ở trong trường hợp nào đó. Có lẽ là chúng tôi đang nghĩ lại, quý vị biết hôm nay chúng tôi chưa gửi cái chương trình Tết của chùa đi, tại vì chúng tôi cân nhắc rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì không thể không có cái tổ chức Tết chùa, nhưng mà phải tổ chức cách nào đó mà tương đối là có được một cái sự an toàn tương đối, để chúng ta có thể có phần nào có trách nhiệm, cũng như là có một cái sự cẩn thận cho thập phương tử khi đến chùa lại Phật trong những ngày Tết. Và cũng mong rằng tất cả đều được những cái sự tốt lành, và đặc biệt là sự bình an. Chúng tôi có nghe một Phật tử nói rằng thời buổi bây giờ chỉ xin hai chữ bình an thôi, được bình an là tốt lắm rồi. Thứ gì thì chúng tôi nghĩ rằng thì giờ đã hết rồi. Bây giờ nếu mà mình có sửa 6 cái câu, sửa 6 câu bài tập đó thì cũng sửa không hết. Thì hôm trước chúng tôi có cho quý vị cái link ấy. Quý vị có thể vào trong đó tìm cái bản sửa của các bài tập. Tuần tới thì chúng ta học bài mới. Và bài thứ bằng sang bài 26. Vì hy vọng là có thời giờ thì chúng ta sẽ sửa bài tập. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thứ vì chúng ta có giáo trình Tương Ưng Bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con kính trên phụ thời giấc nhẫn. Sa thú lần hai, xin thay mặt là chúng trong rừng, chúng con kính trên chư